Hôm nay lại đi thăm khu rừng tràm của nhà. Khu rừng này trồng đã được 6 năm. Cây đã cao, có cây tới vài chục mét. Cao lắm. Đấy. Đây là khu rừng trồng thuận tự nhiên. Rừng của mình là rừng trồng thuận tự nhiên, không đào bới như các nhà khác là người ta đưa máy, người ta múc hết, xới đất lên rồi trồng cây, người ta bón phân làm nhiều đợt rồi phát cỏ nhiều lần. Còn của mình thì không. Sau khi thu hoạch toàn bộ cành ngáy nhỏ, cây bụi, nói chung còn sót lại những cái gì mà người ta không thu hoạch được thì mình bắt đầu phát xuống, chém nhỏ ra rồi bắt đầu thôi. Oh, gần khô là mình đốt. Con năm thì không đốt, thì đốt như vậy lại cỏ nhiều. Chứ mình chỉ có tốt nhất là phát nhỏ ra. Đến khi trồng thì bơi, trồng nơi nào thì bơi cây cành lúc đó ra, ở nơi đó ra tôi cuốc một hố để trồng. Và đây là kết quả nó như vậy. Nó nhấp nhô do tình trạng đồi núi. Nơi nào mà nó xưa, nó bị chết, nó xưa đi thì mới có những cây này, những cây bụi thế này. Còn không thì những nơi dày đó nó như vậy. Trồng khoảng 3 tháng đầu tiên thì đi phát lần đầu. 3 tháng, 4 tháng gì đấy. Tùy. Mình sắp xếp được lúc nào thì đi. Chỉ chủ yếu đi phát dây, không cho dây nó quấn lên cây nó làm hỏng. Có những cây chồi nào nó quá lớn. Rồi sau đó khoảng 1 năm thì phát lại một lần nữa. Cũng đi phát sơ sơ vậy thôi, chủ yếu phát dây là chính để tránh nó bị dây nó quấn vào để nó hư cây đi. Vậy như thế là thôi. Chả phân bón, chả gì cả. Rồi nó tự lớn lên. Đây là tai nạn là cây đấy, nó vẫn có thể có những cây như vậy. Đây là những ụ bối để cho bạn xem. Chỉ biết đây là về tự nhiên hay không đấy. Đây là ụ bối trước mặt bạn là một ụ gọi là mối rừng ấy. Nó sống nó làm thành đây. Lớn lắm đấy bạn ạ. Đường kính nó phải gần 2 mét đấy, nhìn vậy thôi. Cao khoảng 1 mét, đường kính thì khoảng 1 mét mấy, người ta gọi là ụ mối đấy. Trong này là có mối chúa, có một thời có mối chúa cũng khá tiền đấy. Đấy, những khu rừng trồng thuận tự nhiên thì mới có được thế này, còn máy họ múc thì nó chả có cái gì nữa. Đây những dấu vết của những cây mây. Ngày xưa thì cũng quý lắm, bây giờ thì nó chả là cây gì nữa. Cây ngây hương đấy bạn ạ. Đây, đây là cây làm thuốc đấy. Nó tốt. Cái rừng trồng thuận tự nhiên của mình như vậy là cũng là khá rồi. Như một số người thì người ta đã bán khoảng 4 năm, người ta đã bán. Bán cây nữa bao hơn. Chỉ cự cây này thôi. Cự cây này là người ta đã bán. Còn mình thì chưa. Thấy có những cây đã đường kính đã 20 rồi đấy. Đấy. Như cây này không cần ấy, hơn 20, 25 rồi. Đấy. Đấy. Bạn có thể hiểu đây.
kính phải 25 rồi. Nếu đo theo gốc thì còn cao hơn. Đấy. Những cây nhớ, có những cây nhớ. Một cây là nếu bán được tính tấn bây giờ thì đấy, như cây này là đường kính khoảng sấp xỉ 30 đấy. Đấy. Cao không? Phải hơn vài chục mét. Có những cây nhỏ hơn. Đây. Đây là một bụi mây. Đấy. Nó có lên tự nhiên như vậy thì nó muốn sống. Lần tới mình chặt xong thì mình phải phát nó đi. Đấy, phát đi. Rồi cuốc hố trồng. Vậy thôi. Còn cái lớp cành ngọn những cây còn lại thì mình đã chém nhỏ nó rồi cho dị làm rồi thì để cho nó tự cây nó tự hư hỏng lúc nào thì nó làm phân cho cây nó. Cảm ơn bạn đã đến để xem video của mình để ngắm khu rừng trong thôn tự nhiên của mình, dù không đẹp lắm nhưng cũng khó có người đạt được như vậy. Đấy, cùng một lúc trồng có những cây. Đây. Cái tràng này khá to rồi. Đấy, cũng cùng một lúc đấy. Xin chào.